Chị chào bạn đầu tiên đã có trong live của chị ngày hôm nay nha. Đã có hai bạn rồi, các bạn có thể gửi lời chào đến chị để chị biết là bạn nào vào học sớm nhất không nhỉ? À, chị thấy Xuân Thành rồi, chị chào Xuân Thành nha. Em là một trong hai bạn mà vào sớm nhất trong buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Ừ, chị chào Huyền Trang. Các bạn vào trong live, các bạn gửi lời chào đến chị nhé, để chị có thể biết là bạn nào vào học sớm nhất ngày hôm nay. Hiện tại là chị thấy, chị biết là bạn có bạn Xuân Thành này, bạn Huyền Trang rồi này, còn những bạn nào nữa nhở? À, chị thấy Huyền My nữa này. Chị chào Huyền My nha. Chị thấy là rất nhiều bạn cảm thấy khó khăn với bài Người lái đò Xuân Đà ấy, nên là chị đã quyết định là tổ chức buổi live ngày hôm nay cho các em. Chị chào Cẩm Dung, chị chào Lê Trần Thanh Bảo, chị chào Mỹ Tâm nha. Các em là một trong 16 bạn vào sớm nhất trong buổi live của chị ngày hôm nay. 18 bạn rất là chăm chỉ. Chị chào Matcha đã say nha. Chị chào Huyền Hoài Thương, chị chào Vi Thanh, chị chào Nhung Trần. Chị chào Thùy Trang. Chị đã thấy Matcha đã say gọi Ngò Thị Hương vào học cùng này. Các em cũng gọi những người bạn của mình vào học cùng nhé. Thì chúng ta có càng nhiều bạn học thì càng vui hơn đúng không? Chị chào Thùy Trang. Các em có cảm thấy là bài Người lái đò Xuân Đà cảm thấy khó khăn không? Bởi vì chị thấy là rất nhiều bạn than là Người lái đò Xuân Đà ôi khó quá. Chị tổ chức buổi live đi các thứ nên là chị đã tổ chức buổi live Người lái đò Xuân Đà ngày hôm nay. Đúng theo ý của các em đấy, chị chiều các em nhất luôn. Rồi 22 bạn, 23 bạn. Các bạn gửi lời chào chị nhá, để chị biết là bạn nào đang trong live của chúng ta ngày hôm nay. Chị chào Cẩm Tú, chị chào Nhung Ngọc, chị chào Mỹ Tâm. Chỉ một phút nữa thôi thì mình sẽ bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay ngay nha. Là đúng 8 giờ, theo đúng hẹn của chúng ta luôn. Là 8 giờ là chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Một phút nữa thôi. Nào bây giờ các em nói cho chị những cái khó khăn của các em khi học Người lái đò Xuân Đà nào. Chúng ta chia sẻ với nhau một chút nhé. Chị chào Trần Kim Thắng, chị chào Nguyễn Thúy Vân. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau một chút về những cái khó khăn của các bạn khi học Người lái đò Xuân Đà đi, để hôm nay chúng ta cùng giải quyết nhé. Chị chào Đan. Các bạn gặp khó khăn gì khi mà học Người lái đò Xuân Đà nhỉ? Chị chào Nguyễn Lan. À, chị chào Thiên Bảo, một bạn trong rất là quen thuộc ở trong lớp cơ bản của chị. Chị chào Trương Minh Huyền nha. Chị chào Tô Bá Hùng. Đã có 30 bạn vào trong buổi học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Em vừa thi xong bài này ý chị ạ. Em làm được bài không Trương Minh Huyền? Em thấy ổn à? Thế ổn là tốt đấy. Bởi vì là bài này là cũng thuộc là những bài khó đấy. Chị chào Nguyễn Trang nha. Chị Hoàng Mai Ngọc đã vào trong buổi live của chúng ta ngày hôm nay và gửi lời chào đến các em rồi này. Em được 8 à? Được 8 là điểm khá ổn, gọi là ổn. Còn nếu mà em muốn cao hơn, ví dụ 9 điểm thì em cần cố gắng hơn nữa. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào buổi học ngay buổi học ngày hôm nay của chúng ta nhé. Bây giờ đã 8 giờ 1 phút rồi, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Ừ, chị chào bé Quân, chị chào Hải Yến. Ok, chào các em. Và hôm nay chúng ta sẽ học Người lái đò Xuân Đà của ai các em nhỉ? Người lái đò Xuân Đà. Người lái đò của ai các em? Em còn nhớ không? Người lái đò của ai các em nhỉ? Chị đã phóng to ra một chút. Tên đề bài. Người lái đò Xuân Đà của
Nguyễn Tuân. Vậy thì các em đã biết gì về Nguyễn Tuân rồi nhỉ? Các em đã biết gì về Nguyễn Tuân rồi, tác giả Nguyễn Tuân? Nhắc đến tác giả Nguyễn Tuân thì các em nhắc tới một cái tác giả, một cái nhà văn như thế nào nhỉ? Nhắc đến Nguyễn Tuân là các bạn nghĩ đến một một nhà văn như thế nào? Các bạn cho chị những từ khóa nào về Nguyễn Tuân. Một nhà văn như thế nào nhỉ? Các bạn đã từng học tác phẩm gì của Nguyễn Tuân rồi trong chương trình những lớp dưới? Nguyễn Tuân thường có những tùy bút đúng không? Rất là nhiều tùy bút. Rồi còn gì nữa nhỉ? Suốt đời đi tìm cái đẹp, đúng rồi, một từ khóa là suốt đời đi tìm cái đẹp. Gì nữa nhỉ các bạn? Các bạn comment những từ khóa đi. Chị Mai Ngọc bảo là các em share bài ủng hộ chị Minh Anh này. Em share bài ủng hộ chị nha. Đúng rồi, cả đời đi tìm cái đẹp. Các bạn đã từng được học một tác phẩm của Nguyễn Tuân, đó là chính là Sự Người Tử Tù, Trích Trong Vang Vắng Một Thời đúng không? Trong giai đoạn trước Cách Mạng Tháng 8 thì ông đi vào cái xu hướng là cái chủ đề vang bóng một thời, đi tìm những vẻ đẹp của những thời quá vãng, cái đẹp của một thời quá vãng. Đúng rồi, cái chất ngông uyên bác. Rồi là gì nữa nhở? Bởi vì sao mà Nguyễn Tuân lại có một vốn sống uyên bác nhỉ? Tại sao? Bởi vì sao Nguyễn Tuân lại có một lối sống, một cái tầm hiểu biết sâu rộng ấy, rất là uyên bác, tại sao nhỉ? Tại vì ông cũng được đi xê dịch nhiều nơi đấy, ông xê dịch nhiều nơi, có cái tính xê dịch nữa nên là ông mới có một cái tầm hiểu biết rất là sâu rộng và uyên bác, có phong cách tài hoa độc đáo. À đúng rồi, và chúng ta nhớ nhất về Nguyễn Tuân đó chính là một người mà suốt đời đi tìm cái đẹp nhá, đấy là cái cụm từ khóa. Và tiếp theo các bạn biết gì về Tiểu Bút Sông Đà? Đây chị sẽ ghi lại một số những từ khóa về Nguyễn Tuân nhé. Chị ghi những từ khóa về Nguyễn Tuân cho các bạn. Nguyễn Tuân. Chị ghi một số từ khóa cho các bạn. Là suốt đời đi tìm cái đẹp này. Suốt đời đi tìm cái đẹp. Tìm cái đẹp này. Rồi là uyên bác tài hoa này. Tài hoa này. Rồi là chủ nghĩa xê dịch này. Đó, những cái từ khóa như thế. Và đến với Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà, các bạn cho chị một số những kiến thức về Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà nào. Hoàn cảnh sáng tác của Người Lái Đò Sông Đà đi. Hoàn cảnh sáng tác của Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà các bạn còn nhớ không? In trong tập gì nhỉ? Và viết năm bao nhiêu? Rồi là đó là kết quả của điều gì? Và nội dung chính thì viết về cái gì? Các bạn cho chị biết là về Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà là sẽ có hoàn cảnh sáng tác như nào nhỉ? Trích trong tập gì này? Rồi viết năm bao nhiêu này? Những cái đấy là những cái mà đơn giản. Chỉ cần chúng ta thoáng qua là chúng ta nhớ mà. Viết năm bao nhiêu, rồi là kết quả của điều gì, rồi là nội dung chính là gì của Tùy Bút này là gì. Đúng rồi, là một tùy bút tài hoa đúng không, ra đời năm 1960. Loan Chu nói đúng rồi đấy. Tái bản năm 1978 là thành quả của một chuyến đi thực tế lên Tây Bắc. Đúng rồi, in trong tập Sông Đà năm 1960. Các bạn nói đúng rồi đấy. Đúng rồi, chuyến đi thực tế đi trong tập Sông Đà, các bạn đều trả lời đúng rồi. Thì về Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà, Tùy Bút, chúng ta nhắc qua một chút về những cái tác giả tác phẩm tí thôi, và tí nữa mình sẽ đi tìm hiểu về hai hình tượng Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Về Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà thì các bạn nhớ cho chị một vài những chi tiết thôi. Là Người Lái Đò Sông Đà là một tùy bút xuất sắc trong in trong tập Sông Đà năm 1960. Đó là kết quả của một chuyến đi thực tế của nhà văn vào những năm 1958 đến năm 1960.
Đó là một chuyến đi như nào nhỉ? Thỏa niềm khát khao xê dịch, mở ra một chân trời mới để nhà văn khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người thật là sâu sắc. Các bạn sẽ ghi một số ý nhỏ nhỏ như thế thôi nhé, để chúng ta có thể viết cái phần về tác giả tác phẩm vào trong cái bài viết nghị luận văn học một chút thôi, chúng ta có kiến thức về nó. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi vào từng hình tượng một, là hình tượng gì nhỉ? Thôi tí nữa chúng ta sẽ nói. Ở trong bài Người lái đò sông Đà, thì bức Người lái đò sông Đà này sẽ có các hình tượng đấy, và mình sẽ đi tìm hiểu từng hình tượng một. Tùy bút Người lái đò sông Đà là một tùy bút xuất sắc, là tùy bút xuất sắc, là tùy bút xuất sắc, in trong tập, in trong tập Sông Đà năm 1960. Rồi là kết quả của một chuyến đi thực tế, kết quả của một chuyến đi thực tế của nhà văn, vào những năm, 1958, 1960. Đó là một chuyến đi như thế nào nhỉ? Một chuyến đi thỏa mãn niềm đam mê, khát khao xê dịch của mình. Bởi vì Nguyễn Tuân đi rất là nhiều nơi luôn ấy. Khi mà còn nhỏ thì theo theo cha đi rất là nhiều nơi, nhất là những cái tỉnh miền Trung, và ở nhiều nhất là ở Thanh Hóa. Và sau đó khi mà đã có khi đã kết hôn với bà Vũ Thị Tuệ rồi, rồi có với nhau rất là nhiều con cái rồi, thì Nguyễn Tuân vẫn tiếp tục cái đam mê xê dịch của mình ấy. Nguyễn Tuân đi rất là nhiều nơi từ thuở ấu thơ cho đến khi mà mãi về sau, kể cả mà khi về già rồi thì ông vẫn khát khao xê dịch, nhưng mà lúc đó thì cũng không đi được nhiều nữa thôi. Đó là một chuyến đi, thỏa niềm khát khao xê dịch, thỏa niềm khát khao xê dịch, thỏa niềm khát khao xê dịch, mở ra một chân trời mới, mở ra một chân trời mới, chân trời mới để nhà văn khám phá, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người thật sâu sắc. Và các bạn thấy là tùy bút người sông Đà viết về nội dung gì nhỉ? Có chủ đề chính, nội dung là gì? Bạn chỉ biết là tùy bút người lái đò sông Đà là có nội dung là gì nhỉ? Các bạn cho chị biết. Tùy bút người lái đò sông Đà là có nội dung là gì nhỉ? Chủ đề gì, viết về chủ đề gì? Các bạn. Viết về chủ đề gì nhỉ các bạn? Các bạn suy nghĩ đi, là viết về chủ đề gì, nội dung chính là gì? Đinh Minh Khoa sách lót dép ngồi học à? Trời ơi. Nguyễn Tuân sao đi bộ được hả em? Nguyễn Tuân cũng như em thôi, đi rất là nhiều tỉnh thì em có đi bộ được không? Thì Nguyễn Tuân cũng thế. Bạn Linh Đan nói là sông Đà, sông Hồ, dòng sông, thiên nhiên Tây Bắc. Thiên nhiên đã đủ cho em. Thiên nhiên và cái gì nhỉ? Viết về thiên nhiên và tình yêu say đắm thiết tha với thiên nhiên và con người Tây Bắc. À, bạn Thanh Thảo nói đúng rồi này. Thiên nhiên và con người Tây Bắc thì mới đủ nhá. Rồi là Bảo thì nói là dòng sông hung bạo, dòng sông trữ tình, rồi hình tượng người lái đò sông Đà. Dần dần thì các bạn nói đúng hơn rồi đấy. Dần dần là đi vào chi tiết hơn rồi đấy. Hình tượng sông Đà, người lái đò, hình tượng người lái đò và ông lái đò, thứ vàng 10 đã qua thử lửa, con người đúng không?
Viết về chất vòng 10 của thiên nhiên Tây Bắc và chất vòng 10 đã qua thử lửa con người lao động à? Đúng rồi. Thì thiên nhiên Tây Bắc chính là cái chất vòng 10 đúng không? Còn là chất vòng 10 đã qua thử lửa chính là con người lao động Tây Bắc. Và tiếp tục là vẻ đẹp và tình yêu say đắm thiên nhiên Tây Bắc của tác giả đúng không? Đó là những cái nội dung chính của bài viết này, chúng ta hiểu sơ qua là như thế. Thì tùy bút người lái đò sông Đà thể hiện cái tài năng của một ngòi bút rất là nhạy bén, tinh tế, tài năng, nghệ sĩ. Và bài tùy bút người lái đò sông Đà này chính là khúc tráng ca về thiên nhiên và con người nhá. Thiên nhiên và con người, các bạn phải nhớ cái cụm từ đó, thiên nhiên và con người Tây Bắc. Mà bật lên ở đây là cái phi thường và sự tài hoa. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai hình tượng chính của tác phẩm là gì? Qua hai hình tượng chính của tác phẩm là những hình tượng gì các bạn? Qua hai hình tượng chính, ở đây các bạn đã comment rồi đấy, nhưng mà chị hỏi lại thôi. Qua hai hình tượng chính của bài là gì? Hai hình tượng chính của bài. Hai hình tượng chính của bài là hình tượng gì các bạn? Các bạn chỉ biết nào, hai hình tượng chính của bài Tùy bút người lái đò sông Đà là hình tượng gì? Sông Đà và người lái đò, đúng rồi, sông Đà người lái đò đó, các bạn đều trả lời được mà, các bạn cũng biết những kiến thức cơ bản về nó rồi đúng không? Nhưng bài này thì cũng hơi khó hiểu nên là hôm nay chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nó sâu hơn, chi tiết hơn. Các bạn ở lại với chị đến cuối nhé. Có thể là chị sẽ gửi file cho các em đấy. Nên là các em ở lại đến cuối nhé. Và file thì chỉ dành cho những bạn mà ở lại đến cuối cùng thôi. Sông Đà và nhân vật người lái đò. Hình tượng sông Đà người lái đò. Được rồi. Và chúng ta sẽ nói về nội dung chính và chủ đề của Tùy bút người lái đò sông Đà nhé. Tùy bút người lái đò sông Đà sẽ thể hiện tài năng của một con một ngòi bút sắc bén này, tinh tế, tài năng, nghệ sĩ. Đó là gì? Đó là khúc tráng ca về thiên nhiên và con người Tây Bắc. Mà bật lên ở đây là cái phi thường và sự tài hoa. Điều này được thể hiện rất là rõ qua hai hình tượng trong tác phẩm, đó chính là con sông Đà và người lái đò sông Đà. Người ta gọi là chất vàng 10 đấy. Và chất vàng 10 đã qua thử lửa. Tùy bút, chúng ta ghi bài này. Tùy bút người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đà. Tùy bút người lái đò sông Đà. Thể hiện tài năng. Thể hiện tài năng của một ngòi bút. Của một ngòi bút. Sắc nhạy, tinh tế, tài năng nghệ sĩ, tài năng nghệ sĩ. Đó là khúc tráng ca. Đó là khúc tráng ca. Đó là khúc tráng ca về thiên nhiên và con người. Về thiên nhiên và con người Tây Bắc. Mà bật lên ở đây là cái phi thường. Mà bật lên ở đây là cái phi thường và sự tài hoa. Điều này được thể hiện rất rõ. Điều này được thể hiện rất rõ qua hai hình tượng chính của tác phẩm, qua hai hình tượng chính của tác phẩm là con sông Đà và người lái đò sông Đà. Con sông Đà và người lái đò sông Đà. Và chúng ta sẽ đi từng hình tượng của tác phẩm này để phân tích nó ra thật là chi tiết nhé. Về con sông Đà và người lái đò sông Đà.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào hình tượng sông Đà nhé. Hình tượng sông Đà. Thì các bạn cho chị một số những từ khóa về về hình tượng sông Đà nào. Thứ nhất là hình tượng sông Đà. Hình tượng sông Đà. Các bạn cho chị một số từ khóa về hình tượng sông Đà nào. Các bạn đã học trên lớp rồi đúng không? Comment của chị chậm quá. Ừ, có thể là mạng của chị nó không không được mạnh ấy. Hung bạo. Rồi. Con sông Đà hung bạo và con sông Đà như nào đấy nhỉ? Hung bạo trữ tình, đúng rồi, có hai đặc điểm là hung bạo trữ tình là rõ ràng nhất đúng không? Hung bạo dữ dằn, trữ tình thơ mộng thì cũng là hung bạo trữ tình. Dữ dội trữ tình. Đấy là những cái từ khóa của chúng ta đúng không? Hung bạo. Hôm nay mình cũng đi tìm hiểu sơ qua về nó thôi. Cũng không thể tìm hiểu sâu được bởi vì là trong buổi live thì không thể nào mà đi được hết. Đúng rồi, hung bạo trữ tình là hai cái đặc điểm chính nhất đúng không? Rồi ok. Về hình tượng sông Đà. Về hình tượng sông Đà. Thì chúng ta có một số những từ khóa như là kẻ thù số 1 của con người này. Là kẻ thù số 1 của con người. Là kẻ thù số 1 của con người thì mới cho thấy là nó hung bạo như nào đúng không? Hung bạo như nào mới trở thành kẻ thù số 1 của con người được chứ? Nhưng mà cũng như nào nhỉ? Nó như một tình nhân, một cố nhân luôn. Có nghĩa là nó cũng trữ tình đúng không? Trữ tình qua việc nó như một tình nhân, một cố nhân. Như một tình nhân, một cố nhân, một cố nhân. Đây là một hình tượng rất là độc đáo đấy. Có thể thấy rằng đây là một hình tượng độc đáo. Hình tượng độc đáo. Các bạn có thể giới thiệu một chút về con sông Đà của chúng ta không? Con sông Đà trong địa lý nó là con sông Đà như nào nhỉ? Các bạn biết con sông Đà của chúng ta là con sông Đà như nào không? Trong địa lý. Sông Đà như nào các bạn? Con sông Đà trong địa lý là con sông Đà có thật đấy. Con sông Đà này như nào nhỉ? Con sông Đà trong địa lý là con sông Đà có thật đấy. Các bạn cho chị biết là con sông Đà này trong địa lý như nào nhỉ? Nó chạy từ đâu đến đâu, rồi nó thuộc những quốc gia nào, tỉnh nào? Nó rất là dài đúng không? Một từ ngắn gọn thì nó dài. Rất là dài. Như nào nữa? Nó ở đâu các em? Nó bắt nguồn từ đâu, rồi nó chảy về đâu? Đoạn cuối là ở đâu? Ngoằn nghèo nữa hả? Dài và hẹp. Ngoằn nghèo. Rồi tiếp tục nào. Các bạn nói là nó ở đâu đi. Con sông Đà ở đâu, bắt nguồn từ đâu, rồi chảy đến đâu, chảy qua những đâu, chảy về hướng bắc. Nó bắt nguồn từ đâu các bạn? Bắt đầu từ quốc gia nào nhỉ? Chảy qua các tỉnh vùng Tây Bắc. Sông Đà bắt nguồn từ đâu các bạn? Nó bắt nguồn từ đâu? Bắt đầu từ quốc gia nào nhỉ? Bắt đầu từ Trung Quốc, đúng rồi. Nguyễn Lê Minh Anh, một bạn giống tên chị. Em trả lời đúng rồi đấy, bắt nguồn từ Trung Quốc. Và cụ thể là sông bắt nguồn từ núi Vô Lượng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nha. Sông Đà thì thuộc phụ lưu lớn nhất của sông Hồng. Sông dài 910 km luôn đấy. Thì rất là dài đúng không? Như các bạn nói là nó dài đấy. Chảy từ Trung Quốc tên là Ly Tiên, sau đó chảy sang Việt Nam là dòng sông có dòng nước chảy xiết, có tiềm năng thủy điện. Đúng rồi các bạn. Chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những thông tin về con sông Đà trong địa lý như thế nào nhé. Bởi vì con sông Đà là con sông có thật đấy. Sông Đà còn được gọi là sông Bờ hay là sông Đà Giang, là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng các em ạ. Và sông dài 910 km, rất là dài. Sông bắt nguồn từ núi Vô Lượng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng
hướng gì nhỉ? Hướng Tây Bắc Đông Nam để rồi nhập với sông Hồng ở Phú Thọ. Đoạn ở Việt Nam dài 527 km, đoạn ở Việt Nam cũng dài. Điểm đầu là biên giới Việt Nam Trung Quốc tại huyện Mường Tè, Lai Châu. Sông chảy qua các tỉnh Tây Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Phân chia huyện Thanh Thủy, Phú Thọ với Ba Vì, Hà Nội. Điểm cuối là ngã ba Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhé các bạn. Đó là con sông Đà trong địa lý đấy, là con sông Đà có thật. Chúng ta sẽ ghi về một số những cái chi tiết về sông Đà trong địa lý như nào nhé. Sông Đà còn gọi là sông Bờ hay Đà Giang, còn gọi là sông Bờ hay Đà Giang, có nghĩa là những tên gọi khác của nó đấy, là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng, là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng. Sông dài 910 km. Sông bắt nguồn từ núi Vô Lượng. Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Để rồi nhập với sông Hồng ở Phú Thọ. Đoạn ở Việt Nam. Đoạn ở Việt Nam. Dài 527 km. 527 km. Điểm đầu là biên giới Việt Nam Trung Quốc. Là biên giới Việt Nam Trung Quốc. Tại huyện Mường Tè, Lai Châu. Sông chảy qua các tỉnh Tây Bắc Việt Nam là những tỉnh nào nhỉ các bạn nhỉ? Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Phân chia huyện Thanh Thủy, Phú Thọ với Ba Vì, Hà Nội. Phân chia huyện Thanh Thủy, Phú Thọ với Ba Vì, Hà Nội. Điểm cuối là ngã ba Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đó là con sông Đà trong địa lý, là con sông Đà có thật đúng không?
Và bây giờ các bạn cho chị biết về thông tin về những con thông tin về sông Đà trong tùy bút mà tác giả đã đề cập đến đi. Cũng là nói về cái địa lý này nhưng mà là lời của tác giả viết trong tùy bút ấy. Các bạn tìm cho chị những cái thông tin về con sông Đà nào. Chị ơi em đang học thêm xíu, chị giữ like đừng xóa để em xem lại nha. Chị không biết là chị có giữ like không nữa. Con sông Đà độc đáo, nghịch ngược, không giống ai. Sao từ lạ thế hả em? Các bạn cho chị biết là con sông Đà trong tùy bút được tác giả Nguyễn Tuân dùng những cái từ ngữ gì để miêu tả nhỉ? Và miêu tả cái địa lý của nó như nào? Nguyên văn đi. Nguyên văn tác giả nói về con sông Đà như nào nhỉ? Con sông Đà khai sinh ở huyện huyện nào các em? Cái đoạn đó đấy. Con sông Đà khai sinh ở huyện huyện gì nhỉ? Có thể là các bạn đang comment nhưng mà chị nó hiện lên chậm đúng không? Chị đợi các bạn nha. Con sông Đà khai sinh ở huyện gì các bạn? Cái đoạn đó đấy, cái đoạn mà nói về giới thiệu con sông Đà đấy. Tác giả viết trong tùy bút đấy. Nguyên văn luôn, các bạn nói chị nào. Sông Đà khai sinh ở huyện gì các bạn? À bây giờ Kim Khuyến mới vào được à? Chị chào em nhé. Con sông Đà khai sinh ở huyện gì các bạn? Không biết là các bạn có đang gõ không nhưng mà chị chưa thấy hiện lên. Có thể là chị nói lên chậm. Rồi chị sẽ nói cho các bạn luôn nhá. Chị nói cho các bạn thông tin về con sông Đà trong tùy bút. Thông tin về con sông Đà trong tùy bút. Thông tin về con sông Đà trong tùy bút thì tác giả Nguyễn Tuân đã viết rằng là con sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam, lấy tên là Ly Tiên. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi thì tên Trung Quốc của sông Đà lại là Bả Biên Giang. Mà đi qua một vùng núi ác, rồi đến gần nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào sông Hồng. Từ biên giới Trung Việt tới ngã ba Trung Hà là 500 cây số lượn rồng rắn và tính toàn thân sông Đà thì chiều dài là 883.000 thước mét, chảy qua hai nước là Việt Nam Trung Quốc xóm giềng. Anh Nguyên Văn, tác giả Nguyễn Tuân viết về con sông Đà như thế trong tùy bút của mình. Các bạn đã nghe rõ chưa nhỉ? Con sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam, lấy tên là Ly Tiên. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi thì tên Trung Quốc của sông Đà lại là Bả Biên Giang. Và đi qua một vùng núi ác các bạn ạ, rồi đến gần nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào sông Hồng. Từ biên giới Trung Việt tới ngã ba Trung Hà là 500 cây số lượn rồng rắn và tính toàn thân sông Đà thì chiều dài lên tới 883.000 thước mét, chảy qua hai nước Việt Nam Trung Quốc xóm giềng. Chị đã ghi lại cái đoạn này cho các bạn nhé. Đoạn này các bạn có thể nhớ luôn đấy, nhớ luôn. Nó phục vụ cho cái việc các bạn viết bài. Trong cái bài tùy bút này sẽ có rất nhiều đoạn các bạn phải nhớ luôn đấy. Để làm dẫn chứng trong bài. Sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam. Ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam. Tỉnh Vân Nam lấy tên là Ly Tiên. Lấy tên là Ly Tiên. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi thì tên Trung Quốc của sông Đà thì tên Trung Quốc của sông Đà lại là Bả Biên Giang. Lại là Bả Biên Giang. Mà đi qua một vùng núi ác. Mà đi qua một vùng núi ác.
mà đi qua một vùng núi ác. Rồi đến gần nửa đường, rồi đến gần nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trưởng thành mãi lên, trưởng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà. Thì chan hòa vào sông Hồng, thì chan hòa vào sông Hồng. Từ biên giới Trung Việt, từ biên giới Trung Việt. Đến ngã ba Trung Hà, đến ngã ba Trung Hà là 500 cây số lượn rồng rắn, là 500 cây số lượn rồng rắn. Và tính toàn thân sông Đà, tính toàn thân sông Đà, tính toàn thân sông Đà thì chiều dài là, thì chiều dài là 883, 883 nghìn thước mét. Chảy qua hai nước Việt Nam Trung Quốc, chảy qua hai nước Việt Nam Trung Quốc. Xóm giềng. Đó là theo lời của Nguyễn Tuân. À, đây là cái đoạn trích nguyên văn cái lời của Nguyễn Tuân viết trong túy bút của mình khi mà viết về con sông Đà đấy. Bạn Nguyễn Tuấn Linh à? Chị chào em. Em vừa dở bát xong, chị cho em vào lớp ạ. Chị chào em nha. Đoạn chị đọc ở đâu vậy ạ? Ở trong đoạn trích của sách giáo khoa luôn đấy em. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc, trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Đó một cái đoạn viết về con sông Đà trữ tình đúng không? Đoạn viết về con sông Đà trữ tình. Rồi nha, và tiếp tục. Chúng ta sẽ nói về cái chia sẻ, chị ra chia sẻ với các bạn một cái chia sẻ về một lão lão ngư lão luyện ở sông Đà, một đoạn trích dẫn trích từ ông Ngô Văn Tám, làng chài Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, một lão ngư có hơn 40 năm kinh nghiệm chài lưới trên dòng sông vùng Tây Bắc kể lại nhé. Một cái chia sẻ thật đấy, một chia sẻ thật của một lão ngư lão luyện ở sông Đà. Ông có biết là ngày trước khi con sông Đà chưa bị ngăn dòng làm thủy điện, nó như một con ngựa bất kham, nước chảy sôi ùng ục qua trùng lớp gành thác vào đầu những năm 70 thế kỷ trước. À, mùa lũ nào cũng vậy, sông Đà quần quận sóng nước cơ man vũng xoáy, nên nuốt chửng đến vài chục mạng người xấu số có xác mắc kẹt ở chỗ nông thì người ta còn tìm vớt được. À, nếu mà mắc kẹt ở vách đá hang hốc dưới lòng sông thì chịu thôi. Đấy là cái chia sẻ thật đấy, chia sẻ thật của một lão ngư lão luyện ở sông Đà. Có nghĩa là đấy, ông nói là nó như một con ngựa bất kham luôn. Nó rất là hung bạo đúng không các bạn? Rất là hung bạo. Và nó cũng rất là trữ tình, giống như cái dẫn chứng mà chị vừa đọc lúc nãy ấy. Một bạn nói là con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình đúng không? Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc đấy. Con sông Đà có lúc thì nó lại trữ tình, có những lúc thì nó lại rất là hung bạo, qua rất nhiều vòng vây thạch trận ấy, nước và đá, sóng xô đá, đá xô sóng. Ừ, con sông Đà có những lúc nó rất hung bạo, có những lúc nó lại trữ tình. Đấy là hai cái đặc điểm ăn sâu vào máu nó rồi của con sông Đà. Con sông Đà hung bạo và trữ tình thì đấy là hai cái
hai cái tính cách của nó, hai tính cách đặc biệt của nó, và mình sẽ cần phải đi chi tiết vào nó. Nhưng mà trong buổi học ngày hôm nay thì chị không thể đi sâu vào nó được. Và chị sẽ đi sâu cho các bạn về về hình tượng người lái đò sông Đà nữa, nên là không có thời gian. Và chị sẽ nhắc cho các bạn, nhắc ở đây cho các bạn biết rằng là hình tượng con sông Đà hung bạo con sông Đà trữ tình. Các chi tiết thì dẫn chứng trong bài đều có, trong tùy bút, ngay trong tùy bút đều có những dẫn chứng về con sông Đà hung bạo như nào, rồi con sông Đà trữ tình như nào. Hung bạo thì qua những vòng vây thạch trận đấy các bạn, vòng 1, vòng 2, vòng 3, cửa tử cửa sinh như thế nào, rồi con sông Đà trữ tình. Con sông Đà trữ tình thì cái đoạn đoạn sau ấy các bạn, như một áng tóc trữ tình đấy, rồi như một cố nhân đấy, một tình nhân, một cố nhân. Các bạn tìm hiểu từng từng hình tượng con sông Đà hung bạo, rồi con sông Đà trữ tình như thế nào. Trong buổi học ngày hôm nay thì chị chưa thể đi sâu vào hai phần này được, bởi vì nó rất là chi tiết hơn đấy, nên là không thể nào có thời gian được. Và bây giờ chị sẽ cùng các bạn đi sâu vào hình tượng người lái đò sông Đà nữa. Hình tượng người lái đò thì bao gồm vẻ đẹp ngoại hình này, rồi là vẻ đẹp tính cách, rồi là nghề nghiệp và tài nghệ của ông lái đò như nào, cái tài nghệ của ông như nào trong các lần giao tranh. Thì chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nha. Về phần thứ hai là hình tượng người lái đò sông Đà. 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 Các bạn cho chị biết một số những từ khóa về người lái đò sông Đà của chúng ta nào. Các bạn cho chị biết những từ khóa về hình tượng người lái đò sông Đà đi. Nếu mà chị đi sâu vào hai cái phần đó ấy, thì nó rất là chi tiết luôn, chúng ta sẽ không thể đi được những cái phần khác luôn đấy, nên là không không thể đi sâu được. Và chị sẽ tiếp tục đi với các bạn về hình tượng người lái đò sông Đà nữa mà, nên là không thể nào mà đi hết được. Rồi, ông lái đò sông Đà tài trí, dũng cảm, rồi là gan dạ, đúng không? Tiếp tục nào, các bạn cho chị những từ khóa đi. Người lái đò sông Đà có phải là một anh hùng lao động không các bạn? Rồi là có kiên cường không? Có dũng cảm không? Có phải là một nghệ sĩ tài hoa không các bạn? Và đặc biệt là có trí dũng song toàn không các bạn? Chị lướt lên xí đi để em chép không chép kịp à? Xíu nữa thì bạn nào ở lại đến cuối thì có thể inbox cho chị để xin file nhé. Nhưng mà chỉ những bạn ở lại cuối thôi. Từ đầu đến cuối. Tay lái điêu luyện rồi mang chất nghệ sĩ đúng không? Ok, thông minh, siêu phàm, trí dũng song toàn, tay lái điêu luyện. Đúng rồi các bạn. Chúng ta sẽ ghi một chút về hình tượng người lái đò sông Đà nhé. Dũng cảm kiên cường là người nghệ sĩ tài hoa. Ông là một người nghệ sĩ tài hoa đúng không? Ok. Và chúng ta sẽ ghi một chút về hình tượng người lái đò sông Đà. Đó là người anh hùng lao động kiên cường dũng cảm. Người anh hùng lao động, người anh hùng lao động kiên cường dũng cảm. Kiên cường dũng cảm. Rồi như nào ấy nhỉ? Người nghệ sĩ tài hoa. Người nghệ sĩ tài hoa. Người nghệ sĩ tài hoa. Và chúng ta có thể thấy rằng là ông lái đò là một người chí dũng song toàn. Chí dũng song toàn. Chí dũng song toàn. Và mình sẽ đi vào một cái vẻ đẹp đầu tiên của ông lái đò là vẻ đẹp ngoại hình nhá. 2.1, vẻ đẹp ngoại hình. Vẻ đẹp ngoại hình. Trong tùy bút của mình thì Nguyễn Tuân đã miêu tả về ngoại hình
của ông lái đò sông Đà rất là chi tiết luôn đấy. Các bạn cho chị biết những cái chi tiết đó nào, vẻ đẹp ngoại hình của người lái đò sông Đà. Các bạn cho chị biết những chi tiết đó đi. Dũng mãnh, kiên cường, bản lĩnh. Đúng rồi. Các bạn cho chị biết về ngoại hình của ông lái đò sông Đà như nào nhỉ? Ngoại hình. Các bạn liệt kê ra những cái ngoại hình của ông lái đò sông Đà cho chị nào. Ngoại hình. Các bạn liệt kê chị những ngoại hình về về ông lái đò sông Đà chị nào. Cố nén vết thương, chân kẹp cuống lái, khỏe khoắn. Đúng rồi. Và chị sẽ kẻ bảng nhé, kẻ bảng về cái vẻ đẹp ngoại hình này. Ngoại hình, lai lịch. Ta đi tìm hiểu về ngoại hình, lai lịch. Ngoại hình, lai lịch. Cột đầu tiên của chúng ta là tuổi tác và ngoại hình. Tuổi tác và ngoại hình. Tuổi tác, ngoại hình. Rồi tiếp theo là dấu tích. Dấu tích trên cơ thể, thứ huân chương lao động siêu hạng. Dấu tích trên cơ thể, thứ huân chương siêu hạng, thứ huân chương siêu hạng. Rồi tiếp theo, của tiếp theo là sức khỏe dẻo dai và bền bỉ như nào. Sức khỏe dẻo dai và bền bỉ. Về tuổi tác ngoại hình các bạn cho chị biết nào, về tuổi tác ngoại hình của ông lái đò. Ông bao nhiêu tuổi nhỉ các bạn? Các bạn cho chị biết là ông bao nhiêu tuổi đi. Ông bao nhiêu tuổi hả các bạn? Nhãn giới vời vợi, tay dài lêu nghêu như cái sào, hai chân cứ khuỳnh khuỳnh ra, lúc nào cũng như kẹp lấy cái cuống lái tưởng tượng, đúng không? Đúng rồi, đấy là những cái chi tiết dẫn chứng trong bài luôn đấy. Rồi Mimi nói là tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng, đúng không? Và các bạn chỉ biết là ông lái đò của chúng ta bao nhiêu tuổi nhỉ các bạn? Bao nhiêu tuổi hả các bạn? 60 hả? Không phải nha, 70 tuổi. Đúng rồi, Thiên bảo là đúng rồi. Xem nó lâu lâu cứ bị đơ ấy cô. Không biết là do chị hay là do chỗ mạng của em, thì em cố gắng khắc phục thôi. Theo kiến thức cũ của em thì ông hơn 60 tuổi. Không, không phải hơn 60 tuổi nha, Tuấn Linh. Ông 70 tuổi nha. Ông 70 tuổi. Đúng rồi, nhiều bạn nói là 70 tuổi đấy. 70 tuổi là đúng nha. Số tuổi của ông sẽ là 70 tuổi. Ông 70 tuổi. Nhưng mà ông 70 tuổi, đầu tóc bạc trắng, thân hình vẫn đẹp và khỏe khoắn, đôi mắt tinh anh. Tay ông thì lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh ra như một kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng, như lúc nãy một số bạn đã trình bày ra cái dẫn chứng này đấy, là đúng rồi. Chúng ta sẽ ghi về tuổi tác và ngoại hình của ông lái đò nhé. Đầu tiên là ông 70 tuổi. 70 tuổi. Đầu tóc bạc trắng. Đầu tóc bạc trắng. Nhưng mà thân hình thì vẫn đẹp và khỏe khoắn. Thân hình vẫn đẹp và khỏe khoắn. Thân hình vẫn đẹp và khỏe khoắn. Đôi mắt tinh anh. Đôi mắt tinh anh. Rồi tiếp theo một chi tiết,
dẫn chứng trong bài luôn. Tay ông lêu nghêu như cái sào, lêu nghêu như cái sào. Chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh. Chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh, như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng, như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng, như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng. Rồi tiếp theo là dấu tích trên cơ thể thứ huân chương siêu hạng, đúng không? Các bạn có biết là thứ huân chương siêu hạng đó là cái gì không? Thực chất nó là cái gì không? Thứ huân chương siêu hạng, thứ huân chương siêu hạng đó là gì nhỉ? Các bạn có biết thứ huân chương siêu hạng mà Nguyễn Tuân muốn nói tới thực chất nó là cái gì không? Thực chất cái huân chương siêu hạng đó là cái gì nhỉ các bạn? Là cái gì hả các bạn? Thứ huân chương siêu hạng ấy thực chất là gì? Là gì các bạn nhỉ? Vết sẹo, những cái vết tích của những cái lần mà vượt thác sông Đà, đúng không? Và mỗi vết tích, vết thương đã qua trên cơ thể của ông lái đò là mỗi thành tích, một cái sự kiện lịch sử quan trọng. Và trên ngực ông lúc nào cũng nổi lên một số củ nâu, thương tích trên chiến trường của sông Đà. Và Nguyễn Tuân đã ưu ái gọi những cái vết thẹo đó là những huân chương siêu hạng đấy. Đó, vậy thực chất là những huân chương siêu hạng đó là những cái vết vết thương nhá, vết thương và đã thành thẹo rồi. Mình sẽ ghi về cột thứ hai này, dấu tích trên cơ thể thứ huân chương siêu hạng. Mỗi dấu tích vết thương đã qua trên cơ thể ông lái đò là mỗi một thành tích một sự kiện lịch sử quan trọng. Trên ngực ông nổi lên một số củ nâu một số củ nâu, thương tích trên chiến trường sông Đà. Rồi tiếp theo nói về sức khỏe dẻo dai và bền bỉ của ông lái đò sông Đà. Thì so với những người mà trạc tuổi 70 khác ông, thì ông lái đò vẫn còn rất là dẻo dai và khỏe mạnh. Khi mà 70 tuổi là bước sang cái tuổi già rồi, đúng không? Rất là nhiều người sức khỏe đã trở nên yếu dần rồi. Thân hình thì cũng nhăn nheo rồi, đúng không? Sức khỏe thì yếu đi nhiều. Tuy nhiên thì trái với cái lẽ thường đó, thì ông lái đò vẫn còn rất là dẻo dai và khỏe mạnh. Thân hình ông được luyện mài qua những lần vồ đập với thác sông Đà, đến tuổi thập cổ lai hy thì vẫn như sức bền của thanh niên trai tráng. Đó thực sự là ngoại hình, là nét đẹp của người lái đò nói riêng và của người lao động Tây Bắc nói chung các em ạ. Chúng ta sẽ ghi lại cái phần sức khỏe dẻo dai và bền bỉ của ông lái đò sông Đà nhé, để hoàn thiện cái vẻ đẹp ngoại hình của ông lái đò sông Đà. So với những người trạc tuổi 70 khác, so với những người trạc tuổi 70 khác,
Ông lái đò vẫn còn rất dẻo dai và khỏe mạnh. Ông lái đò vẫn còn rất dẻo dai và khỏe mạnh. Thân hình ông được luyện mài qua những lần thân hình ông được luyện mài qua những lần vồ đập, qua những lần vồ đập với thác sông Đà, với thác sông Đà, vồ đập với thác sông Đà. Đến tuổi thập cổ lai hy, đến tuổi thập cổ lai hy, đến tuổi thập cổ lai hy vẫn như sức bền, vẫn như sức bền của thanh niên trai tráng, của thanh niên trai tráng. Đó là ngoại hình, đó là ngoại hình, đó là ngoại hình, là nét đẹp của người lái đò, là nét đẹp của người lái đò, là nét đẹp của người lái đò. Nói riêng và của người lao động Tây Bắc nói chung, và của người lao động Tây Bắc nói chung. Đó, về vẻ đẹp của ngoại hình của người lái đò sông Đà thì sẽ qua những cái chi tiết như là tuổi tác, ngoại hình. Thì ông 70 tuổi này, đầu tóc bạc trắng, thân hình vẫn đẹp và khỏe, đôi mắt thì tinh anh. Một cái dẫn chứng đó chính là tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng. Rồi là về dấu tích trên cơ thể, thứ huân chương siêu hạng theo cái cách cách nói của Nguyễn Tuân, một cách nói đầy sự yêu ái như thế. Thì mỗi dấu tích, mỗi vết thương trên cơ thể ông lái đò là một thành tích, một sự kiện lịch sử quan trọng. Trên ngực ông nổi lên một số củ nâu, một số thương tích trên chiến trường sông Đà. Rồi là về sức khỏe, sự dẻo dai và bền bỉ của ông lái đò sông Đà. So với những người mà 70 tuổi thì sức khỏe yếu đi nhiều này, thân hình thì da nhăn nheo đúng không? Nhưng mà ông lái đò của chúng ta vẫn còn rất là khỏe, dẻo dai, rất là khỏe khoắn. Thân hình ông được luyện mài qua những lần vồ vập với thác sông Đà. Đến cái tuổi thập cổ lai hy rồi nhưng mà vẫn như sức bền của thanh niên trai tráng. Đó là ngoại hình, là nét đẹp của người lái đò nói riêng và của người lao động Tây Bắc nói chung. Không phải là cái công việc của ông lái đò vượt thác sông Đà nó làm ông suốt cả một đời, thì nó làm cho ông trở nên yếu đi dần, mà chính cái những cái lần vượt thác như thế trở thành những cái lần mà ông rèn luyện cơ thể và giúp cho ông có được cái sức bền của thanh niên trai tráng ở cái tuổi mà thập cổ lai hy 70 tuổi như thế này đấy. Chúng ta sẽ hiểu như thế nhá, chứ không phải là khi mà vượt thác sông Đà bao nhiêu năm thì ông sẽ yếu hơn người khác đâu, mà thậm chí là ông còn khỏe hơn người khác, ông giữ được cái sức bền của thời trai tráng đấy các bạn. Các bạn đã nắm được về vẻ đẹp ngoại hình của ông lái đò sông Đà chưa? Các bạn đã nắm được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn đã nắm được chưa? Bậc thầy của ngôn từ, bản lĩnh kinh nghiệm. Các bạn đã nắm được về ngoại hình của ông lái đò sông Đà chưa? Các bạn đã nắm được chưa nhỉ các bạn? Ok vậy các bạn hiểu rồi à? Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần khác nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang vẻ đẹp tính cách. Vẻ đẹp tính cách của ông lái đò sông Đà.
chuyển sang nghề nghiệp, tài nghệ của ông lái đò. Các bạn có biết là nghề nghiệp của ông lái đò là gì không? Ngay trong cái chị nói đã có rồi. Các bạn nói chị là nghề nghiệp của ông lái đò sông Đà là gì nhỉ? Nghề nghiệp của ông là gì? Các bạn, nghề nghiệp của ông lái đò sông Đà là gì nhỉ các bạn? Người lái đò. Câu hỏi này là chị gọi là đôi lúc là chúng ta sẽ hỏi nhau những câu hỏi thật dễ. Đúng rồi, lái đò. Lái đò. Đúng rồi. Hỏi câu dễ để các bạn có thể trả lời được đúng không? Thì chúng ta sẽ tỉnh ngủ hơn. Mỗi lần chúng ta nhắn, chúng ta trả lời thì nó sẽ tỉnh ngủ hơn đấy. Các bạn cứ comment nhiều nhá. Chị nhớ mặt các bạn là tí nữa các bạn mà xin file bài này là chị sẽ cho. Chị phải nhớ, ví dụ như bạn Trương Minh Huyền này, từ nãy đến giờ là bạn ấy comment rất là nhiều nên chị nhớ rồi. Rồi bạn Nguyễn My, chị cũng thấy bạn Nguyễn My comment nhiều này. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần là nghề nghiệp và tài nghệ của ông lái đò nhé. Và thông qua nghề nghiệp rồi tài nghệ sĩ của ông lái đò ấy, thì mình sẽ biết được cái tính cách của ông như thế nào, rồi tài năng của ông như thế nào các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi vào nghề nghiệp và tài nghệ sĩ của ông lái đò. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp và tài nghệ sĩ. Tài nghệ sĩ của ông lái đò. Về nghề nghiệp. Thứ nhất là về nghề nghiệp. Về nghề nghiệp thì ông lái đò là người lái đò thôi. Là một người lái đò rất là bình dị, nhỏ bé, khiêm nhường. Nhưng mà hiện lên trong trang văn của Nguyễn Tuân là một con người thạo nghề sông nước. Nay xuôi mai ngược, nay đè thác lũ, nay cưỡi bờm sóng mà đi. Ông tạo nghệ tới mức mà nếu ví con sông Đà là một thiên anh hùng ca, thì ông đã thuộc cả những dấu chấm, câu rồi dấu chấm than, dấu xuống dòng. Nếu như sông Đà là một thiên anh hùng ca thì ông thuộc cả chỗ chấm câu, chấm than, dấu xuống dòng nhé các bạn. Các bạn có thấy hình ảnh này nó hay không? Chị thấy rất là hay luôn đấy. Bờ vai ông có nổi lên những củ nâu, những dấu vết chứng tích của những ngày chèo đò vượt thác. Những cái củ nâu ấy chính là huân chương lao động siêu hạng mà ông Nguyễn Tuân ưu ái sáng tạo ra để dành tặng cho người lái đò. Và dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, người lái đò sông Đà được mô tả như một người lao động chí dũng song toàn, một nghệ sĩ tài hoa. Người xưa quan niệm là cưỡi con gió mạnh, đạp đầu sóng dữ đúng không? Chém cá kình ở Biển Đông là những cái biểu hiện của hành động phi thường của người anh hùng. Thì ở đây người lái đò được nhà văn khắc họa chính là con người cưỡi cơn gió mạnh, đạp đầu sóng dữ. Trong quan niệm xưa, chị nhắc lại, trong quan niệm xưa thì người ta hay nói là cưỡi con gió mạnh, đạp đầu sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông đúng không? Là những biểu hiện của hành động phi thường của người anh hùng. Thì ở đây người lái đò được nhà văn khắc họa chính là con người mà cưỡi con gió mạnh, đạp đầu sóng dữ rồi đấy. Tác giả sử dụng những cái hình ảnh rất là phi thường dành cho người lái đò của chúng ta. Chúng ta sẽ ghi về cái nghề nghiệp của người lái đò nhé. Là người lái đò bình dị thôi, người lái đò bình dị. Người lái đò bình dị. Người lái đò bình dị. Nhỏ bé khiêm nhường. Nhỏ bé khiêm nhường. Nhưng hiện lên trong trang văn của Nguyễn Tuân. Nhưng hiện lên trong trang văn của Nguyễn Tuân là một người thạo nghề sông nước. Là một người thạo nghề sông nước. Nay xuôi mai ngược. Nay xuôi mai ngược. Nay đè thác lũ. Nay đè thác lũ. Mai cưỡi bầm sóng mà đi. Mai cưỡi bầm sóng. Cưỡi
bầm sóng mà đi. Nai cưỡi bầm sóng mà đi. Ông tạo nghệ tới mức, ông tạo nghệ tới mức, ông tạo nghệ tới mức gì các bạn? Ông tạo nghệ tới một cái mức gì? Bạn chị biết là ông tạo nghệ đến một cái mức nào nhỉ? Một cái mức như nào? Và chị bảo là một hình ảnh rất là hay đấy. Tới mức nếu ví sông Đà, nếu ví sông Đà là một thiên anh hùng ca, là một thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca, thì ông thuộc cả những chỗ chấm câu, ông thuộc cả những dấu chấm câu, chấm than, dấu xuống dòng. Bờ vai của ông nổi lên những củ nâu. Bờ vai của ông nổi lên những củ nâu. Những củ nâu. Những dấu vết chứng tích. Dấu vết chứng tích. Của những ngày trèo đò vượt thác. Của những ngày trèo đò vượt thác. Trèo đò vượt thác. Những củ nâu ấy chính là huân chương lao động siêu hạng đấy. Huân chương lao động siêu hạng. Một người trong cái ngòi bút của Nguyễn Tuân thì người lái đò sông Đà hiện lên là một người lao động, người lao động chí dũng song toàn, chí dũng song toàn, một người nghệ sĩ tài ba, một nghệ sĩ tài tài hoa, một nghệ sĩ tài hoa. Và chị lấy cho các bạn một hình ảnh liên hệ nhé, liên tưởng, một hình ảnh liên tưởng. Người xưa quan niệm, người xưa quan niệm cưỡi cơn gió mạnh, cưỡi cơn gió mạnh đạp đầu sóng dữ, đạp đầu sóng dữ chém cá kình ở Biển Đông, chém cá kình ở Biển Đông. Là những biểu hiện của hành động phi thường, là những biểu hiện của hành động phi thường, của hành động. Của hành động phi thường. Của người anh hùng. Thì ở đây người lái đò, thì ở đây người lái đò. Được nhà văn khắc họa, được nhà văn khắc họa. Chính là con người. Cưỡi cơn gió mạnh đạp đầu sóng dữ. Cưỡi cơn gió mạnh đạp đầu sóng dữ. Đó là về nghề nghiệp của ông lái đò sông Đà, chị nhắc lại. Ông là một người lái đò bình dị cho các bạn. Một người lái đò bình dị, nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng mà hiện lên trong trang văn của Nguyễn Tuân là một người thạo nghề sông nước. Có nghĩa là người ta
rất là bình thường, nhưng mà người ta là phi thường trong 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 cái nghề của người ta ấy, người ta thạo trong cái nghề của người ta thì cũng là giỏi rồi. Nguyễn Tuân là một người thạo nghề sông nước, nay xuôi mai ngược, nay đè thác lũ, nay đè thác lũ, mai cưỡi bẩm sóng mà đi. Ông tạo nghệ tới mức mà nếu ví con sông Đà là một thiên anh hùng ca thì ông thuộc cả những dấu chấm câu, chấm than, dấu xuống dòng. Rồi là bờ vai của ông thì nổi lên những củ nâu, những dấu vết chứng tích của những ngày chèo đò vượt thác, huân chương lao động siêu hạng. Tác giả Nguyễn Tuân đã ưu ái gọi những vết thẹo, những vết tích, những cái dấu vết, những vết thương mà trong những cái lần vượt thác sông Đà mà ông lái đò sông Đà đã bị thương ấy. Tác giả Nguyễn Tuân đã ưu ái gọi là huân chương lao động siêu hạng. Qua đây thì ta thấy được là qua ngòi bút của Nguyễn Tuân, người lái đò sông Đà hiện lên là một người lao động trí dũng song toàn, là một nghệ sĩ tài hoa. Và có một hình ảnh mà liên tưởng cho các bạn một chút, là người xưa quan niệm là cưỡi con gió mạnh đạp đầu sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông là những biểu hiện của hành động rất là phi thường của người anh hùng. Thì ở đây người lái đò được nhà văn khắc họa chính là con người cưỡi cơn gió mạnh đạp đầu sóng dữ đấy các bạn. Các bạn nắm được về nghề nghiệp của ông lái đò sông Đà chưa? Các bạn nắm được về nghề nghiệp của người lái đò sông Đà chưa nhỉ các bạn? Bạn nắm được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ đi qua một cái phần khác nữa nha. Chúng ta đi qua cái phần là tài nghệ của ông lái đò qua 3 lần vượt thác giao tranh như thế nào. Nốt một phần này nữa. Các bạn ở lại đến cuối nhé. Nếu mà xin file chị sẽ cho, nhưng mà phải là những bạn nào ở cuối cơ. Các bạn nào mà comment nhiều xong là chị comment nhiều xong là chị nhớ tên ấy thì chị sẽ cho các bạn file này. B là về tài nghệ của ông lái đò. Tài nghệ của ông lái đò. Tài nghệ của ông lái đò qua 3 lần vượt thác giao tranh. Về nhận xét nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Tuân thì người xưa quan niệm là có gió lay mới biết tùng bách cứng, có lửa mới biết là vàng thật hay thau. Vì vậy, để làm nổi bật tài nghệ và trí dũng của ông lái đò, Nguyễn Tuân đã dụng công mô tả ba cuộc giao tranh giữa ông lái đò với con sông Đà. Dòng sông hung dữ như một thứ lửa để làm ánh lên chất vàng mười vô cùng quý giá ở ông lái đò. Khi mà miêu tả cuộc giao tranh giữa ông lái đò và dòng sông Đà thì Nguyễn Tuân đã vận dụng mọi cái sự hiểu biết uyên bác về lĩnh vực thể thao này, võ thuật, binh pháp, quân sự, điện ảnh để mà miêu tả cái con sông Đà rồi cái cuộc giao tranh nó nhiều hình ảnh nhất ý. Ông tạo ra những cái so sánh nhân hóa, ẩn dụ, liên tưởng. Ông như một nhà quay phim lão luyện, cống hiến cho độc giả những cảnh quay kịch tính hồi hộp và cho người đọc được xem những thước phim bằng ngôn từ rất là đặc sắc. Vậy mới nói là ông là một người nghệ sĩ đa tài ấy, trong cái bài tùy bút của mình, nhưng mà ông vận dụng rất là nhiều những cái kiến thức của mình, kiến thức uyên bác của mình vào vào trong đó về những lĩnh vực như là thể thao, võ thuật, binh pháp, quân sự, điện ảnh. Nhất là những cái góc quay điện ảnh trong bài rất là kịch tính hồi hộp cũng được Nguyễn Tuân cho vào trong bài viết của mình, dụng công miêu tả trong cái cuộc giao tranh. Đấy là cái lý do tại sao mà nói là Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ đa tài, một nghệ sĩ uyên bác là như thế, uyên bác tài hoa là như thế. Các bạn có còn nhớ là chúng ta có 3 vòng thạch trận không? 3 vòng. Ông lái đò đã phải trải qua 3 lần vượt thác giao tranh đấy, 3 lần, 3 lần vượt thác giao tranh đúng không các bạn? 3 lần vượt thác giao tranh. Ở lần thứ nhất, ở vòng giao tranh thứ nhất thì sông Đà hiện lên như một loài thủy quái rất là nham hiểm, xảo quyệt, tàn ác.
Chúng ta sẽ nói về cái vòng 1 nhé. Vòng 1. Vòng 1. Vòng 1 ở cuộc giao tranh thứ nhất. Sông Đà hiện lên như một loài thủy quái nham hiểm xảo quyệt tàn ác. Nó bày ra 5 cửa trận đúng các bạn, 4 cửa cửa sinh và một cuộc giao tranh không không cản sức giữa thiên nhiên hoang dại với người lao động bình dị khiêm nhường. Đá ở trên sông thì lộ vẻ oai phong ngỗ ngược sức sược. Nhà văn đã truyền hồn sống cho những thớ đá, truyền cho đá cái linh động của ma quái, biến chúng thành một bầy thạch trận rất là hung hãn. Người đọc như nghẹt thở trước cơn cuồng phong, cơn thịnh nộ của sông Đà. Đá trái này, thúc gối, đội cả thuyền lên rồi túm lấy bóp chặt. Việc miêu tả con sông dữ tợn và hung hãn như thế thực chất chính là một cách gián tiếp để tác giả ca ngợi cái sự mạnh mẽ, dũng cảm cùng tài nghệ của ông lái đò sông Đà. Đây nhá, sông Đà rất là hung bạo đúng không? Mà ông lái đò chinh phục được thì tức là ông lái đò như nào? Ông lái đò mạnh mẽ, ông lái đò dũng cảm và ông lái đò rất là tài nghệ, tài hoa đúng không? Sông Đà hung hãn, sông Đà hung bạo, nhưng mà ông lái đò vẫn chinh phục được cơ mà. Thì ông lái đò còn còn sức mạnh trên cả nó đúng không? Ông lái đò mạnh mẽ, dũng cảm và tài nghệ. Đó, ở vòng thứ nhất thì chúng ta sẽ có được là sông Đà hiện lên. Sông Đà hiện lên. Như một loài thủy quái nham hiểm xảo quyệt, như một loài thủy quái nham hiểm xảo quyệt, và tàn ác. Nó bày ra 5 cửa trận. Nó bày ra 5 cửa trận. 5 cửa trận. Trong đó có 4 tử một sinh. 4 tử một sinh, 4 cửa tử một cửa sinh. 4 cửa tử một cửa sinh. Ở cái đoạn này thì người đọc như nghẹt thở. Người đọc như nghẹt thở trước cơn cuồng phong động tử. Trước cơn cuồng phong động tử. Cùng cơn thịnh nộ của sông Đà. Cùng cơn thịnh nộ của sông Đà. Đá trái thúc gối, đội cả thuyền lên. Đội cả thuyền lên. Túm lấy bóp chặt. Túm lấy bóp chặt. Và qua cái việc mà miêu tả con sông Đà càng hung hãn đến mức nào ấy, thì càng là cái cách gián tiếp. Cách gián tiếp. Cách gián tiếp để tác giả ca ngợi. Để tác giả ca ngợi sự mạnh mẽ, sự mạnh mẽ, dũng cảm, tài nghệ của ông lái đò. Tiếp theo ở vòng 2. Chúng ta sẽ đến vòng 2. Chúng ta sẽ đến vòng 2. Vòng 2 thì như nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, 4 cửa tử một cửa sinh. Cửa 2 thêm nhiều cửa tử đúng không? Cửa sinh lệch về phía hữu ngạn.
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang vòng 2 nhé. Vòng 2 này. Vòng 2. Vòng 2 thì để tô đậm hình ảnh ông lái đò tài hoa bản lĩnh thì Nguyễn Tuân lại tiếp tục miêu tả cuộc giao tranh lần thứ hai, rằng là ở cuộc giao tranh lần thứ hai này thì người ta thấy dưới ngòi bút độc đáo và óc tưởng tượng cực kỳ phong phú của Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên như một vị thần chiến tranh đầy tham vọng, nó tăng nhiều cửa tử, lệch cửa sinh. Không dừng lại ở đấy mà nhà văn còn đem đến cho người ta cảm giác sông Đà như một con mãnh thú man dại. Dòng thác Hùm Beo đang hồng hộc tế mạch vào sông Đà, lại thêm 4 năm bọn thủy quân ở cửa ải nước. Có thể nói là sông Đà như một kẻ thù số 1 của con người, nó hiện thân cho sức mạnh của thiên nhiên khó chế ngự các bạn ạ. Chúng ta sẽ ghi lại cái vòng 2 này, sự hung bạo của sông Đà như thế nào. Và sông Đà càng hung bạo thì càng cho thấy rằng là người lái đò mạnh mẽ, người lái đò dũng cảm, người lái đò tài nghệ tài hoa hơn. Đấy là một cái cách gián tiếp để mà ca ngợi đấy. Vòng thứ hai, sông Đà hiện lên như một vị thần chiến tranh. Sông Đà hiện lên như một vị thần chiến tranh đầy tham vọng, chiến tranh đầy tham vọng. Nó tăng nhiều cửa tử, lệch cửa sinh. Nó tăng nhiều cửa tử, lệch cửa sinh, lệch cửa sinh. Sông Đà như một con mãnh thú man dại, như một con mãnh thú man dại. Dòng thác Hùm Beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông Đà, đang hồng hộc tế mạnh trên sông Đà. Lại thêm 4 5 bọn thủy quân ải cửa ải nước, bọn thủy quân cửa ải nước. Sông Đà như kẻ thù số 1 của con người, nó hiện lên là một sức mạnh khó chế ngự. Đó, đấy là vòng 2. Vòng 2 thì sông Đà xuất hiện như một vị thần chiến tranh đầy tham vọng. Nó tăng nhiều cửa tử rồi lệch cửa sinh. Rồi sông Đà như một con mãnh thú man dại. Dòng thác Hùm Beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông Đà. Lại thêm 4 năm bọn thủy quân cửa ải nước. Rồi sông Đà thì như một kẻ thù số 1 của con người, nó hiện lên là sức mạnh khó chế ngự. Và nhờ có bản lĩnh thạo nghề thì ông lái đò đã đưa con thuyền vượt qua nhiều cửa tử để vào với cửa sinh. Ông như một người anh hùng tung hoành trên chiến trận sông Đà. Ở vòng 2 này thì mình sẽ thấy được là ông lái đò như thế. Ông lái đò như một người anh hùng đang tung hoành trên chiến trận sông Đà luôn. Nhờ có bản lĩnh thạo nghề. Nhờ có bản lĩnh thạo nghề. Nhờ có bản lĩnh thạo nghề. Ông lái đò đã đưa con thuyền. Ông lái đò đã đưa con thuyền vượt qua nhiều, rất nhiều cửa tử. Vượt qua
rất nhiều cửa tử để vào với cửa sinh, để vào với cửa sinh. Ông như một người anh hùng, ông như một người anh hùng. Đang tung hoành, trên chiến trận sông Đà. Rồi chúng ta sẽ tiếp đến vòng 3 đúng không các bạn? Các bạn có muốn học nốt vòng 3 không? Hay là thôi? Bạn muốn học nốt vòng 3 không? Các bạn có muốn học nốt vòng 3 không các bạn? Chúng ta đã đi được vòng 1, vòng 2 rồi, các bạn có muốn học vòng 3 nữa không? Vòng 3. Bạn Minh Ngô nói là pháo đài đá. Vòng 3 là cửa cửa tử trái phải, cửa sinh sau đá hậu vệ. Dạ muốn hả? Vậy thì chúng ta sẽ học nốt cái vòng 3 này nhé. Rồi, ok các bạn muốn học nên là chị sẽ cố gắng chị đi nốt cho các bạn vòng 3 nhé. Vòng 3 là con sông Đà trở nên điên cuồng dữ dội hơn, ít cửa hơn. Bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Luồng sống ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Rồi ok, chị sẽ đi cùng với các bạn nốt vòng 3 nhé. Rồi ok. Vòng 3 này. Vòng 3 thì như thế nào? Vòng 3 thì ở cuộc giao tranh thứ ba này thì mà ông lái đò vượt qua thực sự là một cuộc giao tranh đầy kịch tính, như gõ lên dây thần kinh độc giả luôn các bạn ạ. Ở đây ta thấy ngòi bút của Nguyễn Tuân trở nên rất là bay bổng, linh hoạt bởi những liên tưởng tạt ngang đầy thú vị khi miêu tả cách vượt thác của người lái đò sông Đà lúc này đã bị thua ở hai vòng trên. Thì không còn gì để mất, nó hung dữ và nham hiểm xảo quyệt hơn, ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Các bạn thấy không? Bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Và cái luồng sống lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ, như vây sự sống của ông lái đò trở nên rất là mong manh, nguy hiểm. Thần chết đang bủa vây rất là ở mọi nơi luôn. Thần chết bủa vây mọi nơi. Các bạn tưởng tượng là cả hai bên đều là luồng chết cả đấy. Cái luồng sống ở ngay giữa bọn đá hậu vệ. Thì như vậy thì cái sự sống rất là mong manh. Nhưng chính trong ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, người đọc càng thấy ông lái đò tỏa sáng tài nghệ, chèo đò vượt thác. Ông mưu trí, phóng thẳng con thuyền, chọc thủng vây thuyền như một mũi tên xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượng được. Nguyễn Tuân ca ngợi ông lái đò là có một cụm từ mà Nguyễn Tuân ca ngợi ông lái đò, đó là tay lái như nào nhỉ? Tay lái ra hoa. Ở Nguyễn Tuân, hoa là tài hoa, là cái đẹp. Tay lái ra hoa tức là tay lái đạt đến trình độ điêu luyện để trở thành cái đẹp, cái sang. Và dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân thì ông lái đò thực sự là một nghệ sĩ trong nghề nghiệp chèo đò vượt thác. Các bạn ạ, đây là cái nhận xét của Nguyễn Quang Trung luôn đấy. Vậy thì mình sẽ ghi cái sự hung bạo của sông Đà như thế nào nhá. Và cái sự hung bạo của con sông Đà càng hung bạo mà ông lái đò chinh phục được thì chứng tỏ là ông lái đò càng mạnh mẽ, càng dũng cảm và càng tài hoa, tài nghệ hơn đúng không? Và mình sẽ ghi là sông Đà hung bạo như thế nào nhé. Ở vòng thứ ba, sông Đà hung dữ, nham hiểm, xảo quyệt hơn. Sông Đà hung dữ, nham hiểm, xảo quyệt hơn. Ít cửa hơn. Bên phải bên trái đều là luồng chết.
bên phải, bên trái đều là luồng chết. Bên phải, bên trái đều là luồng chết. Cái luồng sống lại ở ngay giữa. Cái luồng sống. Lại ở ngay giữa. Bọn đá hậu vệ. Bọn đá hậu vệ. Ngay giữa bọn đá hậu vệ. Như vây sự sống của ông lái đỏ. Như vây sự sống của ông lái đỏ. Sự sống ấy trở nên mong manh hơn. Sự sống ấy trở nên mong manh hơn. Và chính trong ranh giới, chính trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, người đọc càng thấy ở ông lái đò. Người đọc càng thấy ông lái đò tỏa sáng tài nghệ. Ông lái đò tỏa sáng tài nghệ. Tỏa sáng tài nghệ. Trèo đò vượt thác. Rồi ông mưu trí. Cụ thể là ông mưu trí. Ông mưu trí phóng thẳng con thuyền đuôi én. Phóng thẳng con thuyền đuôi én. Chọc thủng trùng vây thuyền. Chọc thủng trùng vây thuyền. Như một mũi tên xuyên nhanh qua hơi nước. Như một mũi tên xuyên nhanh qua hơi nước. Vừa xuyên vừa tự động lái được, lượm được. Vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Và Nguyễn Tuân đã dùng một cái từ mà ca ngợi ông lái đò, đó chính là tay lái ra hoa các bạn ạ. Tay lái ra hoa. Tay lái ra hoa để các bạn hiểu cho chị là hoa là gì. Hoa là tài hoa, là cái đẹp. Tay lái ra hoa tức là tay lái đạt đến trình độ điêu luyện để trở thành cái đẹp, cái lạ, cái sang luôn đấy. Tức là tay lái đạt đến trình độ, đạt đến trình độ điêu luyện để trở thành cái đẹp, cái sang. Và qua ba vòng vây thạch trận chúng ta có thể thấy được là Nguyễn Tuân đã miêu tả ông lái đò thực sự là một nghệ sĩ trong nghề nghiệp. Trong nghề nghiệp gì các bạn? Trong nghề nghiệp chèo đò vượt thác. Đó là ba ba lần vượt thác giao tranh giữa ông lái đò và sông Đà đấy các bạn. Sông Đà càng hung bạo bao nhiêu
thì người lái đò càng điêu luyện và tài nghệ bạn bấy nhiêu. Các bạn đã nắm được bài ngày hôm nay chưa nhỉ? Bài ngày hôm nay của chúng ta đi vào những cái phần đó chính là, đầu tiên là chị nói cho các bạn về về tác giả Nguyễn Tuân này và Tùy bút người lái đò sông Đà. Một số điểm điểm chung chung thôi. Những cái từ khóa, chị đi vào những từ khóa. Rồi là hình tượng sông Đà như nào, con sông Đà trong địa lý như nào, và con sông Đà trong lời kể của Nguyễn Tuân như thế nào. Rồi là về vẻ đẹp ngoại hình của ông lái đò. Rồi là nghề nghiệp. Rồi là cái cuộc giao tranh qua ba vòng như thế nào. Sông Đà càng hung bạo bao nhiêu thì người lái đò chinh phục được cái sự hung bạo ấy, thì càng trở nên, càng chứng tỏ rằng ông lái đò thạo nghề này, ông lái đò mạnh mẽ, dũng cảm và rất là tài hoa, đúng không các bạn? Các bạn có cảm thấy hiểu bài ngày hôm nay không các bạn? Các bạn có hiểu bài không nhỉ? À, bạn Thiên bảo nó là nắm được rồi hả? Rồi các bạn nói là nắm rồi đúng không? Và bây giờ các bạn, nếu mà bạn nào muốn xin file thì các bạn có thể inbox cho chị để xin file nhá. Chị xíu nữa chị sẽ lưu file. Và nếu bạn nào thấy bài hôm nay hiểu thì các bạn có thể, nếu mà bạn nào muốn tiếp tục học cùng với chị rất là nhiều buổi thì các bạn có thể tham gia những khóa học của chị nhé. Bởi vì là không phải là hôm nào chị cũng like đâu, 2 tuần chị mới like một buổi thôi, rất là ít. Nên là nếu mà bạn nào mà phù hợp với cách dạy của chị thì các bạn có thể tham gia những khóa học của chị nhé. Và chị giới thiệu các bạn một số khóa học của chị để các bạn biết đến này. Chị có rất là nhiều những cái lớp học gia sư. Có gia sư 1:1 này, gia sư theo nhóm 5-6 bạn. Gia sư 1:1 cũng có, gia sư năm theo nhóm 5-6 bạn cũng có, và gia sư lớp lớp đông cũng có. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn muốn học mà 1:1 để có sự quan tâm hơn cũng được, hay là học lớp đông để cho vui hơn cũng được. Và học phí thì rất là phù hợp. Đối với mỗi cách học thì cũng rất là phù hợp thôi. Và hôm nay chị nói cho các bạn về cái học phí về cái lớp đông nhá. Thì chị có 3 khóa. 3 khóa là lớp học cơ bản, lớp học chuyên sâu và lớp học luyện đề đọc hiểu nghị luận xã hội. Đây là giá gốc. Còn trong buổi live ngày hôm nay thì chị sẽ dành những cái ưu đãi cho các bạn. Đó là khi các bạn đăng ký 2 khóa học là khóa học 2 và khóa học 3, là lớp học chuyên sâu và khóa học luyện đề đọc hiểu nghị luận xã hội ấy, thì các bạn sẽ được với giá ưu đãi là 800k và được tặng khóa học thứ nhất. Đó chính là lớp học cơ bản luôn, các bạn được tặng khóa học này luôn đấy. Khi mà các bạn tham gia khóa 2 và khóa 3, các bạn sẽ được với giá ưu đãi là 800k và được tặng khóa học luôn. Còn nếu các bạn tham gia lẻ ấy thì các bạn sẽ với giá nhiều hơn. Và nếu mà không phải đăng ký trong 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 buổi ngày hôm nay ấy, sau live ngày hôm nay, không phải là đăng ký sau live ngày hôm nay thì cũng với một cái học phí khác. Là hôm nay chị dành ưu đãi cho các bạn thôi. 2 tuần chị mới like một lần các bạn ạ. Nên là các bạn nếu mà phù hợp với cách dạy của chị thì các bạn tham gia khóa học để được học với chị nhiều hơn nhé. Về cách thức học ấy thì mỗi tuần mình sẽ học 2 buổi vào 20 giờ cố định luôn, cố định giờ luôn, nên là không lo rằng là tuần này em sẽ trùng lịch hay là như thế nào. Mình sẽ cố định lịch học luôn là 2 buổi 1 tuần vào 20:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Khi mà cần chạy chương trình thì sẽ tăng lên là 3 buổi thêm vào thứ thứ hai nữa. Và hiện tại thì chị đang chạy chương trình nên là chị tăng thêm 3 buổi đấy, tức là 20:30 thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thời lượng trong mỗi buổi học là khoảng 2 giờ và học qua qua Zoom thì tương tác trực tiếp. Các bạn có thể bật mic, bật cam hỏi chị nếu mà vấn đề gì các bạn không hiểu. Rồi là quyền lợi khi mà các bạn tham gia khóa học chuyên sâu và luyện đề, các bạn sẽ được học trọn bộ các tác phẩm 12 các bạn ạ. Và các bạn không cần lo lắng khi mà có một số tác phẩm liên hệ lớp 11 ấy, thì trong lớp học của chị thì các bạn đều được học cả những tác phẩm đấy luôn nhé. Được học lại những tác phẩm để liên hệ lớp 11 nữa. Rồi là các bạn được học đọc hiểu, được học nghị luận xã hội, rồi được xem lại bài giảng cũ cho tới khi thi luôn. Được tương tác trực tiếp với hai chị Minh Anh và Mai Ngọc. Rồi được cung cấp tài liệu trọn bộ. Các bạn học rồi, các bạn được cung cấp tài liệu nữa. Rồi được tổ chức các buổi thi thử nữa và được chấm chữa nữa.
Đó là thông tin về những cái lớp học gia sư của chị. Đây là chị nói cho các bạn về cái khóa học đông. Còn nếu mà bạn nào có nhu cầu về những khóa học gia sư hay là khóa học nhóm theo nhóm 5-6 bạn, theo nhu cầu của các bạn muốn học ít để có sự quan tâm hơn, rồi là các bạn muốn học ít để mà bù lấp kiến thức nhanh hơn ấy, các bạn có thể hỏi được nhiều hơn ấy, thì tùy theo nhu cầu của các bạn thôi. Đó thì các bạn nếu mà tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì các bạn được với ưu đãi này nhá. Chị nói như này, nếu mà bạn nào chưa hiểu sâu về khóa học, các bạn có thể hỏi chị để tư vấn. Các bạn chưa quyết định đăng ký luôn cũng được, các bạn cứ hỏi chị để chị tư vấn thêm ấy, bởi vì nói như này có thể là các bạn chưa hiểu lắm. Được không nào? Buổi live ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây thôi các bạn nhỉ. Hôm nay chúng ta đã đi được với nhau khá là nhiều những kiến thức về người lái đò sông Đà thôi rồi, và tin chắc rằng là sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn cũng có thêm cho mình cái sự vững vàng hơn với tác phẩm này chứ, đúng không? Còn bạn nào mà hôm nay muốn xin file chị thì các bạn inbox cho chị nhá. Được không nào? Và buổi học của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây thôi, và 2 tuần chị sẽ live một lần theo cái lịch như thế. Và trước mỗi buổi live thì bao giờ chị cũng thông báo với các bạn sắp xếp thời gian và tham gia live cùng với chị. Được không nào? Buổi học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.